Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay em giới thiệu cho anh chị một chiếc xe bản số đang đeo là 86A01310. Con xe này thì bên em mới vừa dọn xong nha quý anh chị ha. Trước khi em review chiếc xe này thì em cũng đồng thông qua một lời chào trân trọng và thân thương nhất cho tất cả các cô chú và anh chị cùng các bạn trẻ theo dõi clip này. Chúc cho toàn thể gia đình mình có một ngày thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống nha. Vâng, xe con xe này tên em nó là Daewoo Snowvira, sản xuất đời 202 hay là 203 đó, em nhớ mang máng, nhưng con này là đời 203. Con xe này thì đăng ký 5 chỗ ngồi, không hết niên hạn, tay lái trợ lực, kính bấm số sàn. Dung tích xi lanh là 1.6, thì độ tiêu hao nhiên liệu của em nó là 67 lít trên 100 cây số. Xe này bên em mới vừa làm sơn lại rất là đẹp rồi nha quý anh chị ha. Xe thì có bảng một cái cản giả Babo ở đằng sau anh chị ha. Nước sơn thì anh chị khỏi suy nghĩ rồi, đẹp lộng lẫy, đẹp len keng, đẹp len span luôn. Với một phân khúc bên em bán cho anh chị với giá công khai là 68 triệu đồng cho chiếc Daewoo Snowvira. Đây em đi một vòng cho anh chị xem ha. Nước sơn này bên em mới giờ dặm tút lại và đánh bát lại là mới keng rồi. Rất đẹp rồi anh chị, bộ đèn rất sáng. Xe này quý anh chị cô chú lấy về chỉ việc đổ xăng, lăn bắn và chạy thôi. Đặc biệt mấy con xe này dành cho mấy anh đi tán gái rất là ok ha. Nước sơn này anh chị thấy nè, bóng ưỡn luôn, soi gương được luôn nha quý anh chị nha. Đó, xe bên anh em tụi em làm là rất là ok rồi. Đó anh chị thấy không, đẹp không, tán gái bao tán luôn nha. Xe thì được lên một cái vè, nhìn nổi bật cái xe, nhìn cái xe thì nó cứng cáp anh chị. Cái này là cái đồ chơi độ vô nha anh chị nha. Ga lăng đúc anh chị, đó rất ok, nhìn thấy không. Nước sơn này thì không có gì mà bàn cãi nữa nha anh chị nha. Phin cách nhiệt, dán kính và được vè che mưa rồi nha quý anh chị. Cản ở đằng sau thì lên một cái đuôi cá ha. Đó, xe có camera che ha. Đấy, quá đẹp luôn, đẹp lộng lẫy, đẹp len keng luôn, đẹp len xe ben là đây nha quý anh chị nha. Bây giờ em sẽ review phân khúc và sùng keo chỉ nội thất và ngoại thất của chiếc xe này cho quý anh chị cô chú cùng tham khảo ha. 68 triệu đồng thôi thì quý anh chị sở hữu ngay một chiếc Daewoo Snowvira. Đây, vậy thôi. Nội thất của em nó là da này là da xịn nha quý anh chị ha, da xịn. Xe này thì nội thất em chưa có tẩy rửa ha, chưa có hút bụi, chưa có vệ sinh. Thì nói chung vệ sinh thì nó phải đẹp hơn nữa nha anh chị. Tại vì đang nằm ở trong cái bãi sơn, em review luôn. Đó, anh chị thấy không? Tắp bi tắp lô nè. Vân nổi nè anh chị thấy nè. Nói chung là rất là liền lạc anh chị ha. Đấy, keo chỉ nè. Đó, 68 triệu đồng thôi. Quý anh chị cô chú lấy về tập chạy tập lái, che nắng che mưa và đặc biệt mấy anh đi tán gái ok ha. Đấy, đây là tắp bi cửa bên tài bên phụ. Vâng, biết anh chị thấy nổi không. Nói chung con xe này thì cái độ chất và độ liền lạc và zin của em nó thì cũng còn khá là ok ha. Đây đó chị thấy nè, hợp thì chân đi lên đi xuống nè, vậy thấy không, vẫn nổi rất đẹp ha anh chị ha. Đó, này cái là cái dàn da xịn của em nó thì em nó nổ. Đây, con xe này em báo chính xác đời luôn cho quý anh chị luôn ha. Con này là đời 201 nha quý anh chị nha, đời 201. Đây, đời 201. Daewoo Snowvira sản xuất đời 201 nha anh chị. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi ha. Dung tích xi lanh của em nó là 1.5 anh chị ha. 1.5. Thì độ tiêu hao nhiên liệu của em nó là 60 lít xăng trên 100 cây số. Con xe này thì vừa hết đăng kiểm. Quý anh chị có chú nào lái con xe này thì bên em sẽ hỗ trợ cho một kỳ đăng kiểm mới ha. Đây là cà vẹt của em nó đây. Đăng ký lần đầu tiên là năm 201 luôn ha. Đó, hồi nãy em nhớ tại vì xe nó nhiều quá em nhớ nhầm thôi. Bữa giờ là cái dòng Lanos với Novira em bán nó nhiều lắm chị. Tắp bi tắp lô nè chị thấy không? Rất đẹp ha. Vâng. Đấy, vâng viết nè chị thấy không? Thì đây là nó đang thiếu cái dàn nhạc thì tụi em sẽ hỗ trợ một cái dàn nhạc vô nha anh chị. Đang tháo cái dàn nhạc ra sửa, đang lắp lắp tháo ra sửa lại rồi hỗ trợ cái dàn nhạc lại cho nó cái hộc này nó đẹp hơn chị ha. Đây số sàn 5 cấp. Đấy, anh chị thấy không? Sạch sẽ ha. Chừng bọng nỉ zin thôi xe luôn nè anh chị thấy không? Đó, rất ok ha. Đó, thì chân đi lên đi xuống anh chị thấy đẹp không? Xe này thì chỉ cần đưa ra vệ sinh lại cái nội thất thôi là đẹp len keng luôn chị ha. Dàn lông ở bề ngoài thì trước sự camera thì anh chị cũng thấy ha. Nó quá đẹp rồi, em đứng xe lấy cái form cho chị xem. Đó, một cái form dáng rất là ok. Đèn là sáng rực luôn. Đấy. Cái xe này là như chưa có tẩy máy mà phải không ta? Máy móc rồi chưa tẩy đúng không? Đây anh chị thấy nè, thông bên trong nè, ok không chị? 4 tấp bi cửa nè anh chị nhìn nè, nhìn là ghiền liền ha. Đó, xe này anh em tụi em đợt vừa rồi cũng mới lấy thì em hôm nay là tụi em đã dọn xong rồi, đánh nhanh rút gọn. Đó, hôm nay đăng giá công khai cho quý anh chị cô chú tham khảo ha. Anh chị nào mà đúng chân đúng cả đúng hợp với lại phân khúc của số tiền của mình, hợp với số tiền túi của mình thì nhanh tay lẹ cái chân ha, alo cho em ha.
biết để lâu rồi không biết, này còn nổ không biết. Đây, mặt đồng hồ vô lăng của em nó nè anh chị nè, vân nổi rất ok vậy thôi, mặt đồng hồ rất sáng. Xe này máy lạnh thì anh chị khỏi phải suy nghĩ luôn nha. Đấy, máy nổ phát ok, máy nổ rất êm, rất thì thầm. Đấy, kèn kêu, bốn bánh quay đều, thắng ăn. Đó, xi nhan cắt kiểu con đà điểu. Xe này bốn tấp bi cửa đẹp lắm anh chị nhìn nè, kèo cột chỗ A chỗ B nè. À, mấy ngày hôm nay thì anh chị biết rồi, anh em tụi em đi rất là vất vả. Và bây giờ tụi em thì mới vừa về tới thôi. Mà nhưng bây giờ là chuẩn bị review lại những chiếc xe đang dọn. Rồi chuẩn bị tiến hành một cuộc hành trình là tụi em thẳng tiến lại về Bến Tre và Bầu Bàng để bàn giao xe cho khách hàng. Đây, máy thì nó bụi nha quý anh chị nha. Bụi thôi, em sẽ dùng nước nóng em tẩy máy luôn cho anh chị nha. Anh chị có chỗ nào lấy thì bên em sẽ hỗ trợ tẩy nước nóng cho anh chị ha. Là đẹp lộng lẫy, đẹp lăng keng luôn nha. Ở xe này thì bên em mới vừa sơn và mới đánh bát lại. Đây, anh chị thấy nè, máy thì anh chị khỏi suy nghĩ luôn, nổ thì thầm luôn, khô ráo, rất ok. Đó, quá đẹp cho một cuộc tình luôn nha anh chị nha. Vú bò chú biết được những nút đinh tán vẫn còn theo nhà sản xuất nha quý anh chị. Rất đi. Đấy, ở xe này anh chị lấy về là đổ việc đổ xăng mà chạy thôi. Đấy, tay em tiếc ok. Bây giờ review luôn cái dàn gầm cho anh chị cùng tham khảo ha. Vỏ bánh của em nó nè, bộ mâm rất đẹp. Gầm bẹ con này thì cũng không có gì mà suy nghĩ nha quý anh chị. Đây, dàn gầm của em ở đây. Đấy, dàn gầm của em ở đây anh chị thấy không? Gầm rất ok ha. Đấy, gầm bẹ thì anh chị khỏi phải suy nghĩ ha. Đó, rất là ok. Quý anh chị cô chú nào thích sở hữu con xe Daewoo Snowbira, sản xuất đời 2001, đăng ký 5 chỗ ngồi, tay lái trợ lực, kính bấm số sàn, với dung tích xi lanh là 1.5 thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là 6 lít xăng trên 100 cây số nha quý anh chị nha. Đó, với một phân khúc số tiền chỉ có 68 triệu đồng thôi. Quý anh chị nào thích thì alo cho em ha. Và hôm nay thì em muốn cho mấy anh em tiến hành dọn lại những chiếc xe đang còn dang dở, như hẳn chiếc Accord này hôm nay đang cho dọn nha quý anh chị nha. Con này hôm bữa em lấy từ Biên Hòa về, đang cho dọn luôn, đang cho anh em dọn lại sơ sơ. Đó, con xe này là sơn zin 80% đây. Quay sơ cho anh chị xem luôn, lỡ rồi dọn đẹp luôn. Có một hai điểm nó bị chóc chóc thì mình tắm lại, mình dặm lại cho nó đẹp. Chứ còn con xe này là không có sơn hết nguyên con xe, chỉ có dặm lại cho nó đẹp thôi. Đó, con Honda Accord rất là rin. Con này sản xuất năm 1988 nha anh chị nha. Mắt nhắm mắt mở, hàng độc hại nha, tìm cũng không có. Và đây là chiếc xe Kia Bride. Con xe này anh chị nào theo dõi bên em thì anh chị nhớ là em chạy từ đợt trước ở Biên Hòa em bán về ở Đức Trọng. Và tối hôm kia, ngày hôm kia, ngày trước em mua một con xe Lanos ở Vạn Giả Nha Trang. Khách hàng đổ lại chiếc xe Kia Bride này rồi. Xe này hôm nay em công khai giá luôn nha, đã về nhập bên tới bãi rồi em công khai giá cho quý anh chị cô chú luôn nha. Bên em nói là Kia Bride sản xuất năm 1996, đăng ký 5 chỗ ngồi, số xe. Đây, tắp bi tắp lô đẹp ok, đăng kiểm mới. Bán cho anh chị nhanh và gọn lẹ luôn, 35 triệu đồng thôi. 35 triệu cho chiếc Kia Bride ha. Xe này thì em có quay hồi tối hôm qua, là em không có báo giá nhưng giờ em báo giá luôn cho anh chị ha. 35 triệu đồng, 4 vỏ mới keng sa beng luôn, 4 vỏ 99% nha, 4 cặp vỏ mới keng sa beng luôn, đẹp keng keng luôn. Đó, anh chị nào lấy về tập chạy tập lái ha. Đây, 4 vỏ mới keng luôn. Đó vậy ha. Máy móc thì anh chị khỏi suy nghĩ rồi, nổ cực kỳ êm. Nổ cực kỳ là êm, rất là ok luôn. Máy rất khô ráo và sạch sẽ. Nước sơn này chẳng qua là để nó hôm qua thì để trên nhà anh kia bụi thôi nha anh chị nha. Chứ cái này nha, em nhúng nước em. Em rửa một cái một cho anh chị xem nha. Tại mấy hôm nay anh chị thông cảm, anh em thì em bận quá. Đấy, nhúng một nước thôi, rửa là em nói anh chị hả, nó đẹp len lộng lẫy luôn nha. Đó, nước xe này chẳng qua để vậy thôi chứ, rửa là đẹp lắm. Đấy, đẹp lộng lẫy, đẹp len len keng luôn. Xe này anh chị lấy về chỉ việc đổ xăng và lăn bắn và chạy thôi ha. Hiệu lực đăng kiểm thì còn khá là dài ha. 35 triệu đồng, nội thất sạch sẽ. Côn số ngọt ngào, anh chị thấy không? Rất ok ha. Đó, nội thất ok. Đó, cái clip này tại vì bây giờ tụi em quay xong rồi tụi em phải đi Bến Tre và em đi Bầu Bàng để em giao xe cho anh Hùng, cũng là một chiếc Kia Bride hôm bữa em lấy ở Biên Hòa. Thì con xe đó em đang cho dưới tẩy dưới 4.0. Và bên này thì em mới vừa về luôn, một chiếc xe tải. Con này Vinasuki sản xuất đời 2007, đăng ký năm 2008. Trọng tải của em nó là 750 kg, số sàn, tay lái trợ lực. 6 cặp vỏ của em nó là len keng ba sa beng luôn. 6 cặp vỏ anh chị thấy nè, 6 cặp vỏ nó rất là đẹp ha. Xe này công khai giá cho anh chị luôn nha, 48 triệu đồng thôi. 48 triệu đồng thôi cho chiếc Vinasuki này. Đây. Nội thất thì xe tải thì nó xấu lắm chị, nó có đẹp đâu nha. Nhưng được cái máy móc côn số nó ok. Xe thì quay tay, kính quay tay thì vận may sẽ tới anh chị ha. Gầm bệ sexy rất đẹp ha. Đấy.
cái clip này là em tổng hợp sơ lại, chứ bây giờ em không có thời gian để em làm từng cái nha anh chị nha. Anh chị cô chú nào mà yêu quý thì thích thì cứ alo cho em ha. Alo cho em thì sẽ có một cái video chi tiết ha. Em quay xong rồi bây giờ tụi em sẽ đi Bến Tre và đi Bầu Bàng. Đây, con này là thùng bảo ôm nha quý anh chị. Đây. Vỏ bánh nè. Có 48 triệu đồng thôi. Nguyên cái dàn vỏ ôm thôi là đủ tiền rồi anh chị. Xe này anh chị nào lấy thì em sẽ hỗ trợ cho một kỳ đăng kiểm mới ha. Xe này mới vừa hết đăng kiểm. Đây. Mới hết đăng kiểm hồi tháng 12 năm 2021. Con này sản xuất đời 2007, đăng ký đời lần đầu đời 2008 nha anh chị nha. Trọng tải là 750 kg. Đồng sơn si, nội thất khá ok, thùng bảo ôn nha anh, nha anh chị. Xe này em mới vừa về luôn. Đây, em mới vừa lấy về luôn. Đấy, thùng thiết ok chưa? Đó, anh chị nào thích sở hữu thì cứ alo cho em ha. Đó. À, và bên này thì một chiếc Toyota Camry. Camry này sản xuất năm 1988, tay lái chịu lực, kính bấm số xe, dung tích xi lanh là 1.9 mấy, coi như là 2 chấm. Thì ghế nỉ. Xe này rất là liền lạc, xe này em có làm clip rồi. Với giá thành em chỉ bán là 58 triệu đồng cho quý anh chị và cô chú thôi ha. Đây. Ghế nỉ, xe này rất là liền lạc, tấp bi tấp lô là không thể chê được. Đó, kiếm chiếc thứ hai mà liền lạc như vậy thì cũng đỏ con mắt luôn nha quý anh chị. Camry. Máy móc thằng con thằng này, hàng này nó có beo chạy nha quý anh chị. Đó. 58 triệu đồng thôi, quý anh chị sở hữu ngay chiếc xe Toyota Camry này. Đó, anh chị nào yêu quý thì cứ alo cho em gửi video chi tiết nha. Xe này em cũng đang làm lại mấy cái máy móc cho nó ngon lành cành đào cái. Đây. Và bên trong bên này thì em còn một chiếc con này nó con gì ta? À, GLD. GLD sản xuất đời 2008, em có lấy từ ở bên bên Bình Dương. Về hôm bữa thì xe này anh chị để ý là có dán cái quán cơm đó, nhưng hôm nay bên em đã cho dọn và tẩy rửa luôn ha. À, nước sơn chị Thông đăng ký 5 chỗ ngồi, không hết niên hạn. Anh chị ha. Xe thì nước sơn bên ngoài khỏi chê luôn chị ha. Bốn vỏ cũng len keng xe ben luôn chị ha. Bốn vỏ là 85%, 90% luôn chị ha. Xe này máy móc rất là ok anh chị. Xe này bán cho anh chị cô chú với giá thành là xả nhanh luôn nha. Xả nhanh cho anh chị luôn nha. 38 triệu đồng. Xả nhanh luôn, khỏi phải trả giá, khỏi phải thách thôi. À, giờ thách lên 40, 42 anh chị bớt cũng vậy thôi. Bán nhanh luôn đi. Đó, tết nhất tới nơi rồi. 38 triệu đồng. Đấy, cho anh chị lấy về tập chạy tập lái ha. Che nắng che mưa ha. Xe này em đã tẩy vệ sinh nội thất từ A đến Z. Có cái cửa tay nấm này nó bị gãy, anh chị nào lấy thêm thay cho nha. Đây. Số xe, nội thất thì quá đẹp luôn. Nói chung là em tẩy rửa nó sạch sẽ rồi anh chị. Xe này rất đẹp rồi. Đó, xả nhanh cho quý anh chị của chú luôn, 38 triệu đồng thôi. Đó. Xe này thì anh chị nào lấy thì em hỗ trợ một kỳ đăng kiểm mới luôn cho. Xe mới hết đăng kiểm. Đó. Xe vỏ bánh nè, rất ok. Đây quay cái máy cho anh chị xem luôn ha. Đây. Máy móc, cái chìa khóa xe này bỏ đâu mày. Để em xíu để em đỡ cái cây này lên. Thật sự mấy anh chị mấy hôm nay đi rất là mệt. Anh chị thấy tụi em đi giống như con chim á, một ngày ở mấy tỉnh. Mới thấy Phú Yên, Nha Trang, Sài Gòn, Đà Lạt đó. À, xe này thì nói trước với anh chị luôn, xe này đúng zin nguyên bản của em, nó là xài phun xăng điện tử anh chị ha. Mà nhưng cái dàn phun xăng điện tử thì đồ nó hư, nó rất khó kiếm, nên con xe này là đã xuống lại chế hòa khí. Đây, bộ chế hòa khí của em nó. Thì xuống bộ chế hòa khí thì nó hư là mình rất là dễ sửa, nó gọi mình gọi là bình xăng con đó anh chị. Đó, nhưng con xe này mà dung tích xi lanh của em nó là chỉ có 1.1 anh chị. Thì độ tiêu hao nguyên liệu con xe này bao anh chị luôn, cực kỳ lợi xăng luôn, 6 lít xăng thôi. Cam kết với anh chị luôn. Xe máy móc nổ rất ok nha anh chị nha. Đồng sơn si nội thất là sạch sẽ rồi. Lấy về chỉ có việc đổ xăng lăn bánh mà chạy thôi, chẳng phải làm cái gì cả. Đây, anh chị thấy không? Nổ một phát một ok không? Lạnh lẽo con xe này nhìn nó vậy chứ cùi cùi vậy chứ nó hả? Hơi bị ngon. Chạy sướng hơn Daguma tích nhiều nha quý anh chị. Đây. Tắp bi tắp lô nè. Kính quay tay thì vận may sẽ tới, đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu con đà điểu. Đấy. Anh chị thấy không? Rất ok ha. Sạch sẽ. Sàn bọc. Xe này bên em đã vệ sinh, đã làm rồi. Bữa lấy bên kia là dán cái tem quán cơm á, thì em chưa có vệ sinh làm. Hôm nay nước sơn bóng mà chị thấy không? Đây, máy móc nữa chị thấy nổ nè. Cực kỳ thì thầm luôn. Máy móc khô ráo sạch sẽ không? Đó, xe này không mua thì mua xe gì anh chị? 38 triệu đồng thôi. Đó, tập chạy tập lái bao anh chị chạy nha. Bao chạy bao quay đầu bảo kê luôn nha. Xe này máy cực kỳ ngon nha anh chị. Nó thật chị anh chị, con máy này anh chị khỏi suy nghĩ nha. Dòng mà nó đang còn zin bộ phun xăng á thì nó vật lắm, như cái này đã xuống chế hòa khí rồi. Đó anh chị thấy không? Bình xăng con. Đó. Gọi là bình xăng con, thay vì anh chị đi mấy cái xe mà mình Honda nè. Đi bình xăng này cái mình đổ cái bình xăng dâm bụp vô mình chạy nó ghê lắm anh chị. Đó. Máy móc là nổ ok ha, gầm bè khỏi suy nghĩ nha anh chị. Đây quay gầm cho anh chị xem luôn. Quay tốc thành để em đi chứ.
Đấy, anh chị thấy nè, gầm bệ không? Ok nha. Đó, gầm rất đẹp nha anh chị. Bao chạy nha anh chị nha, chạy con xe này rất phê, rất sướng nha anh chị nha. Tập chạy tập lái rất là ok. Một cái form dáng thì anh chị thấy không? Nó cũng rất là đẹp chứ ha. Rất là xinh xắn, đúng không? Đó, giống như cái form của Suzuki Wagon đó anh chị. Xe này nó nhái form của Suzuki Wagon. Đấy, rất ok. 38 triệu đồng bán nhanh cho anh chị luôn ha. Khỏi mặc cả giá nữa. Làm cho nó nhanh. Đấy, nội thất thiết đồ sạch sẽ hết rồi. Ok chưa? Lấy về chỉ việc đổ xăng lăn bánh mà chạy chừng nãy zin theo xe còn luôn. Đó, mặt đồng hồ nè, rất sáng. Tắp bi tắp lô, ok. Được không? Quyền ơi. Nhanh nhanh nhanh, Quyền ơi. Ôi. Nó lắc cái xe cho anh Quang cả. Và bên này thì em còn một chiếc Kia Sedan 5. Con xe này hôm nay là giá công khai luôn. Trời, vận động xa quá, đi bộ gần mệt luôn. Tại vì trong cái chỗ này là cái bãi sơn của em nó hơi chật xíu. Hôm bữa ở dưới kia thì nó rộng. Nhưng mấy anh em hôm nay chuyển cái bãi ở trên này để làm cho nó thoải mái. Quá mệt. Đây, chiếc Kia C5. Con xe này sản xuất đời 2001, đăng ký lần đầu, lăn bánh lần đầu năm 2015. Đồng sơn si khá là ok ha. Xe này hôm nay công khai giá với quý anh chị cô chú với giá thành là 68 triệu đồng. Nước sơn xe này lấy về là anh chị chỉ việc chạy thôi, chẳng phải sửa sang gì đâu. Rồi em quên cầm cái chìa khóa ra rồi. Đây, vỏ bánh ok. Anh chị thấy không? Đồng sơn si nội thất khá là ok. Chiếc xe này một chút xíu có khả năng là em sẽ lấy em đi công vụ tại Bến Tre và bên Bầu Bàng nha quý anh chị nha. Có chú anh chị nào theo dõi em thì sẽ biết ha. Nếu em đi con xe này công vụ thì em sẽ báo ha. 68 triệu đồng, xe sản xuất đời 2001, đăng ký lần đầu lăn bánh 2015. Đó. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú và anh chị trong suốt thời gian qua cũng đã đồng hành và tin tưởng ủng hộ bên ô tô Duy Anh. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Cô chú anh chị nào đã đăng ký kênh rồi hãy khích lệ tinh thần cho em một like trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp tất cả anh chị em nào ở khu vực ở Bến Tre, Bầu Bàng và em về em sẽ đi Quảng Nam, Đà Nẵng ha.